Pigeon. Em rất thích con chim cánh cụt. Chim cánh cụt nó đi như vậy nè, nó rất là dễ thương luôn á. Nó dùng bộ phận nào để mà nó nói chuyện với nhau đúng không? Em để ý con chim cánh cụt nó có một cái bờm ở phía trước màu trắng rất là đẹp. Và mỗi lần nó nhảy xuống là nó gieo mình xuống như nè và nói chuyện nó cũng vậy nè. Thì chị nghĩ nó chắc là cái cuốn họng đó. Cái cuốn họng đó. Từ cái bờm mà qua cái cuốn họng hả? Ủa cái này là cái gì? Cái ớt, cái ớt của nó. Ừ, cái ớt của nó. Cái này cái ớt của cuốn họng là bên trong. Mất dạ. Nhận thức. Kệ tôi đi. Nè, cái ớt của nó. Nhưng mà để ý kỹ hơn thì con chim cánh cụt á, nó không phải chỉ lắc cái đàm sao để nó đung đưa cái này, thì nó phải lắc cái đuôi. Lắc cái đuôi. Vậy thì theo suy luận của em, con chim cánh cụt có thể nói chuyện được với tất cả mọi người. Mỗi lần mà nó muốn kêu ai thì nó sẽ xoay lưng lại. Ê. Ê. Ê.